Thưa quý vị, sáng nay tại huyện Tân Trụ, Ban Thường vụ huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Tân Trụ tổ chức lễ ra quân ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2024. Tại lễ phát động, báo Người Lao động đã trao tặng biểu trưng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh đoàn Long An. Trung tâm Công tác Xã hội Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh trao tặng biểu trưng 300 suất khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân huyện Tân Trụ. Cũng tại chương trình, báo Người Lao động còn trao 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, nhiều đơn vị khác cũng đã trao biểu trưng hàng chục suất học bổng, kinh phí xây dựng công trình thanh niên thắp sáng đường quê, mô hình người con hiếu thảo trị giá gần 250 triệu đồng. Từ cái chương trình này thì nó cũng sẽ làm cho người dân hiểu thêm về đất nước Việt Nam và yêu thêm về đất nước Việt Nam, và từ đó có cái cống hiến cũng như góp sức mình trong cái việc xây dựng quê hương đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tới thì tôi cũng rất mong là báo Người Lao động cùng với các đơn vị đồng hành sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cái chương trình ý nghĩa hơn nữa và hỗ trợ cho các cái địa phương khó khăn như huyện Tân Trụ cũng như các cái địa phương khác trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Tới ở ấp 3, xã Quê Mỹ Thạnh, đồng thời tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà, cắt tóc miễn phí và nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và người dân trong việc tham gia cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới nâng cao tại huyện Tân Trụ năm 2024.